Sao mày hô dữ vậy luôn? Sao mày hôi dữ vậy luôn? Sao nhìn mặt mày dâm dữ vậy luôn? Sao nhìn mặt mày vô giáo dục dữ vậy luôn? Thôi nhả ra đi, ba dẫn con đi ăn thịt cầy. Hả? Ăn gì vậy má? Kim chi chứ ăn gì mày? Kim chi hả? Vừa chua vừa cay thấy bà luôn, sao ăn được hay vậy? Thì ăn trộn miếng cơm vô là hết cay chứ gì. Nè canh nữa nè. Canh gì vậy má? Canh cải chứ canh gì mày? Trời ơi, canh cải cũng ăn được nữa hả? Heo nó còn ăn được, không lẽ con người ăn được mày? Ủa, vậy sao tôi ăn không được? Mèo ăn cải vừa lãi vừa nghèo. Hèn chi mấy nay nhột đít muốn chết luôn. Nhột đít kìa cha mày, tự nhiên nói gì vậy? Tao đang ăn cơm nghe mày. Ủa sao thấy ăn toàn là kim chi, cải gì không, cơm không, sao không thấy thịt cá gì trơn nhỉ? Nhà nghèo mà phải chịu chứ. Tiền đâu mà sang chảnh ăn mấy món ngon. Nữa nữa, gấp kim chi nữa hả? Ừ, ăn kim chi nhiều của chừng bị lãi giống tôi á nha. Vậy thôi ăn rau muống. Trời đất ơi, hôm nay tôi mới thấy được cái độ nghèo của nhà mình á. Rau muống luôn hả? Ừ, xong cái bữa này là tao mày cặp đất ăn luôn. Trời đất ơi, bà nói giỡn với tôi hả? Nhà mình còn đất đâu mà cặp. Tôi giọng luôn cái mặt này bây giờ. Nói chứ bà tham gia cái lớp học làm giàu Forex đi, hoặc là tham gia vào chương trình bí mật người giàu á, học hết mấy khóa học đó là bà bảo đảm không còn tình trạng ăn rau muống ăn kim chi vậy nữa đâu. Chứ ăn gì? Ăn đất. Đất đâu ăn? Giàu thì có tiền mua đất thôi. Thì ha. Ê Lu, đứng lại cho tao coi. Lu, Lu, đứng lại. Dạ. Lu ơi, Lu. Ủa, ông đâu rồi, có chuyện gì không? Ông Khang ơi, ông Khang. Ủa, ông đâu rồi ta? Mới thấy này mà. Ông đừng hù tôi nha. Ông Khang ơi, ông Khang, ông có bị sao không? Bà nói cha ông mới thấy này mà sao mất tiêu rồi lẻ vậy ta? Ông Khang ơi, Khang ơi, ông đừng làm tôi sợ nha ông Khang ơi. Trời ơi, không biết ông có bị làm sao không vậy ta? Ông Khang ơi, ông Khang, có chuyện gì nói tôi nghe không Khang? Bị sao vậy? Ông đâu rồi trời? Ông Khang ơi, ông Khang. Lu ơi, happy. Ông Khang ơi, ông Khang. Ừ? Mới nghe tiếng này mà ta, nó chạy lanh quanh muốn ra cứt, tôi không thấy ông đâu vậy trời. Thôi đi dĩa cái. Hãy đến bên ta đêm nay càn chén rượu buồn, xin uống cho say để lòng ta quên lãng đi. Hơi sâu yêu người giờ đây đã bỏ ta đi, để cho ta buồn ta uống mãi thôi. Đây đây à. Nghe nè má ơi. Má nói với con rồi. Chuyện gì? Việc gì con phải buồn với cái thằng đốc ghi nhà hàng sớm. Không phải đốc ghi mà là Lu Lu. Tức quá thì ba sẽ tìm một thằng lông lá to con hơn. Tôi không thích mấy thằng có lông. Má nói với con rồi, thằng đó là thằng đã tình mà. Cái vụ này tôi biết. Nhưng mà việc gì con phải uống xỉn đến như vậy. Anh Lu đâu có đa tình, anh chỉ dư tình thôi. Tình là gì hả Lily? Hỏi lý mặt sầu đi má. Tôi không biết. Lily, để cho tôi yên tĩnh đi. Lily, tôi nói ông để cho tôi yên tĩnh. Bà nói nãy giờ con có nghe không? Ừ. Nghe được câu có câu không. Có chuyện gì không? Nè. Tôi tỉnh rồi nè. Có gì nói đi. Tỉnh rồi. Ừ. Con nói một tiếng công bằng đi. Công bằng chữ gì ông nội? Trời ơi. Ừ. Để tôi ngủ. Uống quá chén à? Trời ơi. Tình. Nhiều đầy quá chén gì. Mốt đừng có uống nữa. Buồn mới uống. Không buồn cũng uống. Buồn vậy nha. Tôi đang buồn ngủ. Ừ, biết rồi.